Đại tùy cầu Bồ Tát tên Phạn là Mahapratisara, dịch âm là Mahabatla để Tát Lạc, tức Đại tùy cầu Bồ Tát, lược xưng là tùy cầu Bồ Tát. Ngài là một hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát và là một tôn trong Quán Âm Viện trong thai tạng giới Mandala của Mật giáo. Do tôn này có nguyện lực rất thâm sâu, thường tùy theo sự nguyện cầu của chúng sinh, khiến cho được viên mãn, lại diệt trừ tội vô gián, trừ tai nạn về nước, lửa, đao binh, thuốc độc, trừ nạn rồng cá. Miễn trừ nạn vua quan, cầu mưa, làm ngưng mưa gió, ban cho con cái, giúp cho vãng sinh về cõi cực lạc, nên có tên là Đại Tùy Cầu và là vị Bồ Tát thuộc tín ngưỡng trong thời mạt thế. Kinh Đại Tùy Cầu Đà La Ni ghi nhận là: nếu như có người nào nghe thấy chú này, liền hay tiêu diệt tội chướng. Nếu thọ trì đọc tụng thì lửa chẳng thể thiêu đốt, đau chẳng thể gây thương tích. Chất độc chẳng thể hại, hay được sự hộ thủ của tất cả hộ pháp. Nếu viết chép chú này đeo ở trên cánh tay và ở dưới cổ thì người này thường hay được sự gia trì của tất cả Như Lai. Trong Phật nói kinh Tùy Cầu tức đắc đại tự tại Đà La Ni thần chú, ghi nhận công đức của Đại Tùy Cầu Bồ Tát. Thần chú này là, Đại Tùy Cầu này tức là Đại Tự Tại Đà La Ni thần chú, hay ban cho chúng sinh sự an vui tối thắng, chẳng bị tất cả dạ xoa, la sát và các bệnh điên loạn, cùi hủi, quỷ đói, quỷ tắc kiến đà. Các hàng quỷ thần gây não hại cũng chẳng bị bệnh nóng lạnh xâm tổn. Nơi cư ngụ luôn luôn được thù thắng, chẳng bị sự xâm hại về chiến đấu oán thù, lại hay đập tan kẻ địch. Chú chớ yểm đảo chẳng có thể làm hại. Tội của nghiệp trước thảy đều tiêu diệt. Chất độc chẳng thể hại, lửa chẳng thể thiêu đốt, đau chẳng thể gây thương tích, nước chẳng thể cuốn chìm. Chẳng bị sấm chớp, sét đánh, gió ác, mưa bão không đúng thời, gây tổn hại. Nếu có người thọ trì thần chú này thì nơi cư ngụ được thù thắng. Nếu có thể viết chép rồi đeo trên cổ hoặc cột trên cánh tay thì người đó hay thành tất cả việc lành thanh tịnh tối thắng. Thường được chư Thiên Long Vương ủng hộ. Lại được chư Phật, Bồ Tát nghĩ nhớ, các thiên thần chúng luôn luôn theo ủng hộ. Nếu có người nữ thọ trì thần chú này sẽ có thế lực lớn, thường sinh con trai, thọ trì lúc mang thai thì thai được an ổn. Khi sinh sản được an vui, không có các bệnh tật. Mọi tội tiêu diệt nhất định không còn nghi ngờ gì, do lực phước đức mà tiền của lúa gạo được tăng trưởng. Lời bảo ban khiến cho người đều tin nhận, thường được tất cả điều cung kính. Phật thuyết Du Già Đại Giáo Vương Kinh quyển 3 ghi nhận là: lại nói Pháp Tam Ma Địa thời A Xà Lê quán tưởng chữ Bát Lam biến thành đại trí hóa thành Đại Tùy Cầu Bồ Tát. Có 8 cánh tay, 4 mặt, mỗi mặt đều có 3 con mắt. Thân hiện màu vàng ròng, đủ uy đức lớn, làm thế cống cao không sợ hãi. Bên phải tay thứ nhất cầm cây kiếm, tay thứ hai cầm bánh xe, tay thứ ba cầm cây tam xoa. Tay thứ tư cầm mũi tên. Bên trái, tay thứ nhất cầm chày kim cương. Tay thứ hai cầm sợi dây. Tay thứ ba cầm cây búa. Tay thứ tư cầm cây cung. Ngồi ở trên hoa sen, phóng ánh sáng lớn như 1000 mặt trời, hay trừ các ác pháp tam ma địa này. Hết thảy người nữ có con bị chết trong bào thai thời A Xà Lê, y theo pháp quán tưởng. Thân mình là diệu cắt tường, cầm cái bình át già của các hiền thánh, bên trong mạn noa la. Bí mật ấy dưới lên đỉnh đầu của người nữ, lại tưởng hết thảy đứa con có phước mỏng, chẳng phải là người trong bào thai của người nữ ấy. Dùng ấn với chân ngôn, làm phát khiển tịnh trừ tội chướng xong, lại tưởng bào thai ấy, nhiếp nhập đứa con có phước thời người nữ kia được đứa con an ổn. Đây gọi là quán sát nhất thiết thai tạng tùy cầu đại trí tối thắng kim cương tam ma địa. Phật thuyết Du Già Đại Giáo Vương Kinh quyển 3 ghi nhận là: bấy giờ Đức Thế Tôn, đại biến chiếu kim cương Như Lai, lại nhập vào an ổn nhất thiết thai tạng biến hóa kim cương tam ma địa. Ra khỏi định này xong, nói Đại Tùy Cầu Bồ Tát chân ngôn là: án, ma ni đạt lý, phộc nhật lý ni, ma hạ bát la để tát lý, sa phộc hạ. Om mani dari virini maha pratisari swaha. Khi ấy, Đức Thế Tôn nói chân ngôn này xong, thời hết thảy tất cả ma oán đại ác với các hàng đại lực quỷ thần thường ở nhân gian, xâm hại hữu tình, ăn đứa con trong bào thai ấy. Nghe đại minh chú này, thảy đều kinh sợ như lửa thiêu đốt thân, đi đến chỗ Đức Phật ngự, thảy đều lễ bàn chân của Phật rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn, các ma chúng con, thọ nhận tam muội của Phật.
từ nay về sau chẳng hại chúng sinh, chẳng ăn đứa con trong bào thai, ủng hộ hữu tình làm cho an ổn. Liên quan đến linh nghiệm ấy, căn cứ theo sự ghi nhận của kinh, phổ biến quang minh thanh tịnh xí thịnh như ý bảo ấn tâm vô năng thắng đại minh vương đại tùy cầu Đà La Ni là. Ở trong đại thành Ca Tỳ La, lúc La Hầu La đồng tử còn nằm trong thai mẹ, thì mẹ ngài tên là Gia Du Đà La, bị ném vào trong hầm lửa. Bất chợt La Hầu La nhớ niệm Đà La Ni này, nên hầm lửa ấy bỗng nhiên hóa thành ao sen. Ở thành Ma Già Đà, có vị vua tên là Thí Nguyện Thủ, không có con. Dùng Đà La Ni này viết chép, đeo ở dưới cổ phu nhân, mà cuối cùng thỏa mãn được ước nguyện. Nếu có nơi nào lưu truyền đại tùy cầu Đà La Ni này, nên dùng hương hoa, phướng, lọng mọi thứ cúng dường thượng diệu. Phải dùng vải lụa thu thắng bao bọc kinh lại, đặt ở trong cái tháp, hoặc để trên đầu cây phướng. Dùng mọi loại âm nhạc ca vịnh tán thán, nhiễu quanh cúng dường, chân thành lễ bái thì mọi mong cầu ước nguyện đều được đầy đủ. Nếu hay y pháp, viết chép, đeo giữ trên thân thì mọi mong cầu đều được. Cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Thai nhi an ổn, lớn dần tròn đủ và sinh nở được an vui. Trong tùy cầu Bồ Tát cảm ứng truyện quyển 3 có ghi chép các loại linh nghiệm có liên quan đến đại tùy cầu Đà La Ni này. Trong đại tùy cầu tức đắc đại Đà La Ni Minh Vương sám hối pháp có ghi chép tùy cầu bát ấn, căn cứ vào sự ghi chép thì xưa kia Đức Thế Tôn tu học khổ hạnh vì còn có tội sám hối chẳng thể hết được, mới liền kết khế ấn này sám hối, nên hết thảy chướng nạn nhất thời diệt hết, được mười phương chư Phật thọ ký, đời sau có tên là Thích Ca Mâu Ni Phật. Do đại tùy cầu cũng là ý tưởng, tất cả sự mong cầu đều được như nguyện, cho nên pháp đại tùy cầu có uy lực thỏa mãn mọi nguyện cầu thuộc thế gian và xuất thế gian. Công hiệu của pháp đại tùy cầu là 1. Thành tựu tất cả chân ngôn pháp. 2. Hay tồi diệt tội nặng cực ác khó điều phục. 3. Chiến đấu ở nơi nguy hiểm, chẳng bị oán địch hủy hoại mà đều diệt hoại được kẻ địch, cuối cùng không có sợ hãi oán địch. 4. Hoại diệt được các quỷ mị, mạnh ác, hút tinh khí, quỷ mị thường hại hữu tình. 5. Chẳng bị các pháp chú chớ gây hại, chẳng bị chúng cổ độc. 6. Hết thảy tai nạn về, nước, lửa, dao gậy, chiến tranh, sấm sét, mưa đá sương mù, gió mạnh bạo, mưa ác đều được giải thoát. 7. Mọi sự cầu nguyện đều thành, tất cả ước nguyện thảy đều được như ý. 8. Nếu người nữ mang thai, chỉ Đà La Ni này đều hay khiến cho thai nhi bình yên, sinh nở được an vui. 9. Lời nói ra, khiến người ưa thích nghe, đi đến chỗ nào đều nhận được sự cung kính. 10. Chẳng gặp mộng ác, ngủ nghỉ được an lành. 11. Giúp cho vong linh, được sinh về cõi trời. 12. Hay ngưng dứt được sự đấu tranh kiện tụng. 13. Hay trừ khử loài trùng gây hại cho nhà nông, khiến cho tất cả mầm lúa, hoa quả đều được tăng trưởng, có mùi thơm, vị ngon ngọt. 14. Khi khí hậu khô hạn, nắng lâu dài, do uy lực của Đà La Ni này, thời Long Vương cùng nhau vui vẻ tuôn mưa kịp thời giúp cho trăm họ. 15. Cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. 16. Hay lìa mọi loại ma nghiệp, hay đập tan tất cả ma chúng, hay chặt đứt sự ngăn trở của tất cả ma la. 17. Hay chặt đứt tất cả tập khí. 18. Hay khiến cho chúng sinh có tâm ác, khởi lên tâm đại từ. 19. Hay ở tất cả nơi chốn được đại cúng dường như Phật Đại Sư Lưỡng Túc Tôn. 20. Người ngày ngày chỉ tụng được đại thông tuệ, đại uy lực, đại cần dũng, đại biện tài thành tựu. 21. Sẽ khiến cho tinh khí nhập vào thân, tăng thêm uy lực thân tâm thường được vui thích. 22. Nếu có loài bàng sinh, cầm thú, mà lỗ tai được nghe qua Đà La Ni này, thì nhóm ấy thảy đều, đối với vô thượng bồ đề, vĩnh viễn chẳng thoái lùi. 23. Chứng đại niết bàn, tổng kết công hiệu của tất cả thì đại tùy cầu có thể nói là không có điều gì chẳng thể làm được. Thế gian với xuất thế gian đều có công hiệu rất lớn. Trong nhiều loại mật chú là điều hiếm có. Nhân đây, đại tùy cầu rất thích hợp với cư sĩ tại gia.